Thưa quý vị, xin được chào đón tại khu vực đám đỏ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa, đêm văn nghệ của trường đại học tổng hợp Sài Gòn sẽ chính thức bắt đầu. Và đây cũng là một dịp rất là hợp lý để chúng ta cùng nhau theo dõi dự án điện ảnh mùa hè đẹp nhất của đại diện của các tuần. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, chương trình ngày hôm nay sẽ được chính thức bắt đầu. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời rồi, một, hai, ba, cùng với các diễn viên báo chí truyền thông và các hai, ba, nghệ sĩ ngang à. Sẽ cùng di chuyển tận tâm khu vực sân khấu để cùng nhau theo dõi và đồng thời có những khoảnh khắc thật là đáng nhớ trong đêm văn nghệ này. Ủa sao vậy, dù nổi gì vậy? Dù vậy lại. Ủa sao vậy, cái này là cái gì? Ủa sao đi xuồng vô thẳm đỏ vậy? Ủa sao đi xuồng vô thẳm đỏ? Thấy ta cao hơn xuồng còn bắt cha bắt vợ mang chiếc xẹp là sao? Kệ tôi. Ta cao hơn mình cái gì? Có chào ông. Hàng Vũ xin được trân trọng gửi lời chào đến tất cả các anh chị khách quý, các anh chị phóng viên báo chí truyền thông, các anh chị nghệ sĩ đang cùng có mặt với đêm văn nghệ của trường Đại học Tổng hợp Sài Gòn. Và chúng ta đang cùng có mặt tại rạp phim Galaxy Nguyễn Du. Với mùa hè đẹp nhất cũng vậy, nhưng mà anh thì có một cái cách tiếp cận diễn viên khác với mọi người là anh cứ cảm thấy ai phù hợp với bài diễn đó thì anh sẽ hẹn gặp lại mình và sau đó về lựa chọn sau. Rồi cho nên cuối cùng thì cũng gặp được những người đối với anh là rất là hợp với bài diễn. Dạ, tiếp theo thì cho phép Hoài Vũ sẽ được giao lưu với anh Công Linh. Dạ, xin phép được gọi anh cho trẻ lâu lắm rồi, 2 năm rồi. Dạ, trong dự án này thì anh đã có cái xe của mình đi là xe bối cảnh, thật ra nó cũng không có nó hay bị chết máy nửa chừng luôn, thành thứ ra cũng sợ. Nói chung là anh em ngồi trên xe đó không biết anh Nam có anh Nam đi xe riêng không sao, anh Nam đi xe của ảnh cùng cái này đi xe của đoàn, nên là nhiều khi cũng hồi hộp. Mà thật ra không vấn đề gì, tại vì là đầu tiên đi đèo mà một cái đèo có đẹp tên gì đó, ở cái bối cảnh mà ở cái vùng người dân tộc đó, thành thứ ra là để nhớ hoài cái cảm xúc lúc mà đi đèo để mà lên cái bối cảnh quay. Và lúc xuống đèo cũng vậy, nó cũng rất là hồi hộp, nó nhớ hoài cái bộ phim được cái cảm xúc đó. Nội dung mà liên quan đến bộ phim, nhưng mà nếu em hỏi trước như vậy á thì nó bị spoil phim mất tiêu rồi. Nên là hy vọng là quý vị khi mà xem thì chúng ta sẽ cảm nhận. Dạ, với nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam. Dạ, chú thấy là những cái cảm xúc ở trong phim á, nó có đồng điệu với cảm xúc của mình thời mà mình còn đi học không chú? Tại vì giật mình. Tại vì cái thời học sinh sinh viên thì đây cái top bên này top bên này rất trẻ, còn bên đây thì cái mấy người này lớn tuổi tiếp nối cái thế hệ đi trước, rồi sau này coi như đi cái chuyến đi thanh xuân. Phải nói là cái phim rất là vui, bốn anh em đi trên một cái chiếc xe mà coi như đi từ đây ra tới Đà Lạt, Nha Trang, đi về miền Trung là đi muốn hết rồi đó, rất là vui. Nhìn bốn chàng trai, và nếu như chỉ cho phép em chọn một thì em sẽ chọn ai? Minh Vợ. anh Tuấn rất là, hãy đưa một ý cho em đó. Dạ, là nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới quý vị khán giả, tất cả các anh chị nhà báo và các vị tiền bối đang có mặt ngày hôm nay đứng trên sân khấu với em ạ. Hiện nay thì có một cái câu nói rất là nổi tiếng của chị Thùy Tiên, tức là chỉ có con nít thì mới chọn thôi, còn em là người lớn rồi, em lấy hết. Trời ơi, tham lam là điều không tốt. Rồi, em cảm ơn mọi người ạ. Dạ, cảm ơn diễn viên Đỗ Khánh Vân. Và bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho sao giống như tự nhiên ứng xử quá vậy ta. tới ai rồi, bây giờ micro tới ai? Tới Nguyễn Tụ. Dạ. Em thấy mình có thiệt thòi không khi mà hả luôn bị lép vế hơn so với những chàng còn lại? Dạ. Cả trong phim lẫn việc tương tác trên sân khấu. Dạ, em thấy cũng bình thường, tại mình nhỏ mà. Dễ thôi. Vậy thì điều gì mà em đã được nhất thông qua dự án điện ảnh này? Em nghĩ là trải nghiệm, kinh nghiệm với lại là đúng hai cái đó. Trải nghiệm và kinh nghiệm. Dạ đúng.
nó sẽ đúc kết cho em trong một cái hành trình nghề? Dạ, trong tương lai thì nó sẽ là một phần giúp em trên con đường tương lai, chặng đường sắp tới em đi. Cảm ơn Nguyễn Tụ rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo sẽ dành đến cho... Rồi bắt đầu các chàng trai có sự đùn đẩy. Công Dương. Mời anh trai hay say? Ủa? Anh trai say hai. Rồi bây giờ Minh Dự ơi, em sẽ đặt một câu hỏi cho Công Dương. Đó là đề của anh dành cho em. Em hãy hỏi một câu thật khó lên. Có điều gì mà em nghĩ là trong chương trình ngày hôm nay phải khai thác hay không? À, anh không hài lòng điều gì nhất ở trong phim Mùa Hè Đẹp Nhất? Mời anh. Không hài lòng về cách xe có nhiều hơn nữa. Rồi em gửi mic lại cho anh rồi nè ơi. Cái đoạn này anh giữ đi anh ơi. Em phải nói chuyện với nhà sản xuất chứ, tại sao nhìn anh chứ. Dạ chị Nhã ơi. Lên đi chị lên, em nhớ giữ câu này lại nha, để hỏi. Không có câu hỏi nào nữa không? Còn câu hỏi nào khó nữa không Dự ơi? Cũng không có, tại trời nóng á, đâm ra mình quăng miếng cũng không vui lắm đâu. Chứ mình làm lẹ lẹ một cách sớm chính kịch để giàu rạp xem phim dạ. Ở đây chắc là mọi người cũng đang nóng lực dữ lắm, mọi người cũng đôn coi phim lắm. Rồi anh sẽ chạy rất là nhanh hai câu hỏi còn lại cho hai nhân vật còn lại. Dạ, tiếp rồi. Theo xin mời Trần Nghĩa. Đúng rồi, tiếp hả? Em ơi, mặc dù anh biết là spoil phim là không tốt, nhưng mà em có thể nói những cái tính cách của nhân vật mà em thủ vai được không? Bốn tính từ. Rồi, bắt đầu, vô. Nhanh gọn lẹ em ơi. Mà em thủ vai thì... em trai. Một. Ngon. Hả? Trong phim... Bổ. À, ngon bổ. Nhưng mà không rẻ. Nhưng không rẻ. À. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với diễn viên Minh Dự. Dạ, chào MC. Dạ, anh Quang Tuấn cùng với anh Đức có muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Thôi, đừng có cho hai người đó đặt. Thôi, đặt câu hỏi không đàng hoàng. À, vậy hả? Bây giờ một câu hỏi đàng hoàng dành cho em, đó là em về tuổi đời và tuổi nghề thì có phần nhỉnh hơn so với nhóm bạn còn lại của thời đại học á. Vậy thì em thấy đó có phải là một lợi thế của mình hay không? Và em có hỗ trợ diễn xuất lại cho những người bạn của mình không? Dạ không, em không có già tới mức đó đâu, em sinh năm 95. Em nhỏ hơn anh Công Dương, nhỏ hơn anh Trần Nghĩa luôn. Rồi, vậy thì tuổi nghề. Dạ, tuổi nghề thì em cũng chắc chắn là nhỏ hơn ngay anh rồi. Em chỉ có được tụ kêu bằng anh thôi. Dạ. Rồi, vậy thì em có hỗ trợ gì cho các anh chị trong hoặc là các bạn ở trong quá trình mình thực hiện dự án này không? Dạ, về Khánh Vân, Trần Nghĩa và anh Công Dương thì cũng đã gặp rất là nhiều lần ngoài đời và tham gia những dự án khác. Riêng Nguyễn Tụ hồi nãy hỏi Tụ được cái gì á, thì mình nghĩ Tụ được nhất là được lòng mọi người. Tại vì lần đầu tiên mình làm việc với Tụ thì Tụ có nói là em TikToker hồi nào giờ em làm content trên mạng, em rất là ngại khi mà phải phối hợp với mọi người. Nhưng mà đây là một trong số hiếm những TikToker, những cái nhà sáng tạo nội dung trên mạng mà vừa lễ phép, lành tính và mỗi lần sáng tạo là mỗi lần xin phép là mọi người ơi lát em nói cái này được không, nó có kỳ không, nó có vui không. Thì mình nghĩ cái ấn tượng mạnh trong cái nhóm bạn này lại là một người bạn mới, Nguyễn Tụ. Cảm ơn em. Cảm ơn Minh Dự rất là